xin chào các bạn đến với kênh Vườn Nhân Ngọc Tây Úc. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 6 2022, thì cũng vài ngày nữa là hết tháng 6 rồi đó các bạn. Thì bây giờ là mới tháng 6 là mới bắt đầu mùa đông ở Úc thôi ha các bạn. Thì tháng 6 ở Úc thì nó cũng không có lạnh, ở Tây Úc này nó không có lạnh như là tháng 7. Thì nhiệt độ ban ngày của nó là bình quân là cỡ khoảng 19-20 độ thôi ha, giống như hôm nay mình là 20 độ và ban đêm nó là 8 độ. Thì ban ngày nó rất là ấm, nắng đẹp lắm các bạn. Năm nay đó mình sẽ trồng thêm hồng để mà mình hái hoa để mình cúng Phật. Thì mới order, mình mới mua được. Thì đây là năm cái loại hồng mà mình mới mua ha. Thì các bạn mùa đông đó các bạn có thể mua ở trên những cái website mà họ bán cây giống ha. Thì họ sẽ gửi lại cho các bạn những cái cây kêu là bare root, có nghĩa là rễ trần ha. Thì đây là cái bare root, có nghĩa là họ lấy hết trơn đất ra ha, còn cái rễ không vậy đó, rồi họ bọc với sơ dừa hay là cái gì đó, học bọc với sơ dừa như thế này và họ gửi cho mình. Thì khi mà các bạn mua về đó, các bạn nhớ khi mà họ gửi lại đó thì các bạn ngâm vô trong nước ha. Thì mình ngâm vô trong nước, thì khi mà mình ngâm được, mình để quên đó 2 ngày rồi, thì các bạn thấy ha, nó bắt đầu bây giờ là nó đã bắt đầu nó mọc mầm ra, thì mình có thể bỏ xuống đất được rồi. Thì đây là năm loại ha, đây là năm cái loại này mình thấy rất là đẹp. Eyes for you, thì mình tìm hiểu về cái loại này thì nó được giải về cái loại mà đẹp đó các bạn. Rất là mình thấy nó hơi là rất là lạ ha. Thì mình thấy ít có ai trồng, nhưng mà nhìn nó giống như là hoa mẫu đơn vậy đó, cái shape, cái dạng dáng của nó nhìn giống như hoa mẫu đơn, nhìn rất là đẹp, ở trong nó màu đỏ và ra màu hồng, thì mình thấy rất là lạ. Thì mình mới nhìn là mình thấy thích liền. Thì mình đây là cái dạng bụi ha, mình sẽ trồng, nó không phải là dạng bò, cho nên mình sẽ trồng ở trong một cái chỗ nào, hoặc là mình sẽ trồng trong chậu, tại vì mình cũng chưa biết mình trồng ở đâu. Thì có thể mình sẽ trồng trong chậu trước ha các bạn, và sau đó khi mà mình kiếm được chậu thì mình sẽ trồng xuống đất. Thì đây là cái loại hoa cũng rất là phổ biến ha các bạn, mình thấy rất là nhiều người trồng, đó là Pierre de Ronsa. Thì cái loại này á, nó có 2 màu, ở đây á, là nó màu màu đỏ, màu hồng với màu trắng và màu hơi kem kem á. Thì và cái shape của nó rất là đẹp. Thì cái này rất là phổ biến ha, các bạn mà đi vòng vòng mấy cái hội mà trồng cây hay trồng hoa hồng á, thì hình như đa số là ai cũng có cái loại này hết. Thì cái loại này á, nó cùng chung, nhưng mà cái này nó màu khác thôi. Cái này nó màu trắng mà nó hơi phớt hồng á, mình thấy cũng rất là đẹp. Hai cái này mà mình hai cái nào cũng đẹp hết, cho nên mình mua hết 2 loại. Thì 2 cái loại này là dạng leo ha các bạn. Còn cái này á, là Eptide. Thì cái Eptide này, cái màu mình thấy cái màu rất là đẹp, nó màu tím mà giống như tím tím sen mà hơi đậm vậy đó, mình thấy rất là đẹp ha. Thì cái loại này cũng khá là hiếm, mình cũng thấy ít ai có, cho nên và cái shape của cái hoa, cái hình dáng của cái hoa nhìn nó rất là đẹp và nó rất là thơm. Thì mình thấy lạ cho nên mình mua. Thì ở đây nó đây là rất là thơm ha, nó để fragrant có nghĩa là thơm, là cái hương hoa thơm. Thì còn cái loại này là champagne là cái loại này thường người ta dùng trong để kết hoa đám cưới đó các bạn. Cái màu nó như màu áo cô dâu vậy đó, nó màu kem á, và nó hơi phớt hồng. Thì tất cả những cái loại này thì mình thấy đều rất đẹp hết, mình không biết chọn loại nào cho nên mình mua hết 5 loại. Thì cái loại này, 3 cái loại này mình sẽ trồng trong chậu, và 2 cái loại này mình sẽ kiếm chỗ để cho nó leo lên ha các bạn. Mình sẽ làm cái vàng cho nó leo lên. Thì đây là cái cây champagne mình trồng ở trong cái chậu này. Chậu này là nó bề cái đường kính của nó đó là 30 cm,
và cái độ cao của nó là 27 cm, thì mình nghĩ cái chậu này là hình như 20 lít hay gì, hay là 15 lít đó, thì mình nghĩ chắc 15 hay là 18 lít gì á, thì mình nghĩ là cũng đủ rồi, tại vì cái cây cái này nó cái rễ nó chưa có to thì mình có thể ở trong cái chậu này một năm, ít nhất là một năm ha các bạn. Thì năm tới đó mình sẽ thay chậu khác. Thì đất trồng đó thì mình sử dụng các bạn có thể sử dụng bất cứ cái đất mà các bạn có thể, nếu mà trồng trong chậu thì các bạn mua cái bịch ở trong bên liền nó bán kêu là potting mix mà dành cho hoa hồng đó các bạn, cái loại đó họ trộn rất là tốt, nhưng mà nó rất là mắc, nó tới 13 đồng mấy một bọc nặng, mình thấy nó là quá mắc luôn, cho nên mình có sẵn cái loại này nó 50 lít nè ha. Này citrus và fruit là potting mix, là cái này dành cho cây ăn trái các bạn, và những cái cây chanh cam quýt đó, citrus đó, là những cây chua như chanh cam chanh quýt, thì cái pH của cái citrus và cái pH của hoa hồng nó cũng tương tự với nhau ha các bạn, thì nó thích đất hơi chua khoảng từ 6 tới 6.5, thì các bạn có thể dùng potting mix để trồng cái cây citrus, để trồng hoa hồng là không thành vấn đề. Thì các bạn có thể thêm sulfur vô để cho nó hạ cái độ chua của đất cũng được. Thì mình thấy cái này rất là rẻ, 50 lít mà có 6 đồng 8 à, là 7 đồng. Thì tính ra có 3 đồng rưỡi cho 25 lít à. Trong khi cái đất mà dành cho hoa hồng họ bán tới 13 đồng 25 lít nữa. Thì mình thấy cái loại này nó rất là rẻ hơn, tại vì mình trồng nhiều cây quá, mình không có muốn mua đất mắc tiền quá. Nếu mà các bạn có khả năng thì các bạn hãy mua cái loại đất đó trồng, thì mình nghĩ cũng tốt, thì có thể tốt hơn. Cho nên á, mình trộn thêm các bạn. Nếu mà các bạn xài giống mình á, thì đây là compost, thì cái này là cái phân rác ủ ha. Mình thấy cái loại này mình xài, mình trồng rau trái rất là tốt, cho nên á, và nó organic nữa, thì cho nên á, mình trộn thêm vô các bạn, để cho cái đất nó tốt hơn. Thì đây, sau khi mà mình trộn khoảng 3 phần cái đất ha, cái đất cái potting mix và thêm một phần compost vô nữa ha các bạn, thì mình trồng tới cái khúc cái chỗ mà nó ướt chỗ này là cái chỗ này là người cái từ cái gốc cho xuống thôi ha các bạn, thì mình chừa cái phần này ra. Đây là ở trong cái vườn ươm đó, họ gieo, họ thuật dâm cho tới cái khúc này thôi, thì mình cũng sẽ bỏ vô tới khúc đó thôi. Mình đừng có bỏ cao quá, tại vì đây là họ ghép vô, nếu mà mình bỏ cao lên tới đây á, thì cái từ ở trong cái này, nó từ cái ghép gốc này nó sẽ mọc ra những cái nhánh mới á, thì đó là những cái nhánh ở chỗ cái gốc chứ không phải là cái nhánh của cái bông. Thì khi mà nó mọc từ cái này, nó mọc ra thì mình không biết nó là cái cây gì các bạn, tại vì cái cây này là cây khác và cái nhánh này là nhánh khác ha, nó ghép vô trong cái gốc này thôi. Thì sau khi mà mình trồng cho tới đây rồi thôi ha, thì mình chừa một khoảng ha các bạn, mình chừa một khoảng chừng 10 cm để mà mình bỏ thêm mulch mà để mà mình rải phủ gốc ha, để mình giữ ẩm gốc. Thì hai loại thời dạng bụi ha, thì cái hai cái loại mà để cho nó leo đó thì mình sẽ trồng vô.
Thì đây là cái rice bed mà mình hồi lúc mùa thu, hồi năm ngoái với mùa xuân đó thì mình có trồng bí ngòi dễ bay ở đây ha. Và ở đây đó thì mình sẽ, đây là cây sau bắn độ của mình, thì mình sẽ trồng cái cây hồng bên đây cho nó leo lên cái vàng này ha các bạn. Hay là cái vàng này và nó phủ cái vàng này, phủ nguyên cái vàng ha, thì vô mùa thu năm tới thì mình sẽ có hoa để mình ngắm, và nó sẽ làm cái bóng mát nữa. Thì còn ở dọc theo đây đó thì mình sẽ trồng thêm dâu tây ha các bạn, để cho nó có trái. Thì và ở chính giữa này thì mình sẽ trồng thêm một số rau cải gì đó, như salad hay gì đó ha, hay là ngò hay là cái gì đó. Thì hôm nay đó mình sẽ bỏ cái cây này xuống, cái cây hồng leo xuống ha, để cho nó bò lên trên đó.